này, ông bố hoàn hảo trở lại với sự xuất hiện của những vị cố vấn quen thuộc. Những câu hỏi kiến thức được cập nhật liên tục, lôi cuốn, hấp dẫn qua các thử thách bất đồng. Chị chọi giá banh vô trong lòng ngực em thở không nổi luôn á. Những tình huống gây cấn. Cha làm tất cả điều đó là cha thương con, có biết không? Ông bố nào sẽ chinh phục khán giả và ban cố vấn để giành chiến thắng? Tất cả sẽ có trong tập 3 Ông bố hoàn hảo, phát sóng lúc 20:30 thứ năm ngày 23 tháng 11 năm 2023 trên kênh VTV3.